nhưng mặc dù anh ấy đã lao lại bằng tất cả sức lực của mình, nhưng cuối cùng đã muộn một bước, Alexei đã ngủ quên vĩnh viễn, một lát sau, băng đã tan hoàn toàn, Teddy chèo thuyền, đưa Alexei đến hồ, anh ngồi trên thuyền rất lâu, cuối cùng, mong muốn cuối cùng của Alexei đã được thực hiện. Đặt đá vào đối thủ, hãy để xác anh chìm xuống hồ bay sau khi quay lại, Teddy đã cạo sạch lông, ngay cả tôi cũng không biết mình đã không cạo dâu bao lâu rồi. Sau đó đóng gói đồ đạc vào cabin, vào vali, đã trải nghiệm tất cả, anh quyết định làm theo lời khuyên của Alexei, trở về nơi anh sống ban đầu, dũng cảm đối mặt với cuộc sống thuộc về mình. Trên thực tế, trên thực tế, có rất nhiều người như đi. tôi gần như hụt hơi vì nhịp sống quá nhanh, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể nhảy ra khỏi vòng tròn trước mặt, để giành được tự do một lần và mãi mãi, nhưng trên thực tế, đây chỉ là ảo tưởng để thoát khỏi hiện trạng, nó sẽ chỉ dẫn đến sự trống rỗng và hối tiếc nhiều hơn. Tự do đích thực, nó đến từ sự tự do nội tâm và tinh thần, dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, có thể duy trì một trái tim bình tĩnh và điềm tĩnh và không sợ hãi. Bộ phim đến đây là kết thúc.